Rồi, xin kính chào hết tất cả bà con cô bác đang có mặt ở trên cái phòng Zoom cũng như là đang trên cái livestream. Thì ngày hôm nay theo yêu cầu của các anh chị em ở bên GNH Việt Nam, chương trình talk show của Bách Khoa Education, thì mình tiếp tục chia sẻ về những cái chủ đề trong cái giai đoạn khó khăn hiện nay mà không riêng người Việt Nam chúng ta phải đối phó, mà hầu như cả thế giới đều quan tâm trong cái khoảng thời gian bắt đầu từ cuối năm 2019 và đến hôm nay thì chúng ta đã là tháng 8 2021 rồi. Và cái này nó sẽ còn diễn biến như thế nào nữa thì chúng ta cần phải nhìn nó một cách rất là khoa học. Và đối với tất cả những vị nào mà đã có cơ hội theo dõi hàng mấy chục khóa thanh lọc thân tâm từ đầu năm 2020 khi chúng tôi về Việt Nam trong cái giai đoạn lịch sử này, và cũng như trong cái chương trình offline, thì bà con đã có cơ hội được tham dự trải nghiệm trực tiếp. Rồi sau đó khi mà dịch bệnh bùng phát, chúng ta đi vào giãn cách, thì chúng tôi cũng có chia sẻ những cái chương trình ở trên online, trên talk show để giúp chúng ta có cái nhận xét, cái nhìn một cách đúng đắn hơn. Trước hết thì như hồi nãy Phúc có nói là tại sao mà thầy không cho dùng cái chữ mùa COVID, thì điều này là thầy có nhắc lúc mà anh em làm cái tựa của talk show kỳ trước rồi, nhưng mà có lẽ sau đó không để ý và nó tiếp tục như vậy. Khi mà thầy đưa lên cái trang YouTube của bên này thì thầy có sửa ở bên ngoài, nhưng mà cái nội dung bên trong cũng không sửa được. Thì sau đó thầy có đề nghị Nhung á, là nói với mấy anh em để sửa. Và khi mà thầy chia sẻ trong cái cộng đồng Thanh Lọc Thanh Tâm thì thầy đã có giải thích cái này rồi. Sau đó thì cộng đồng Startup Education thầy hướng dẫn thì thầy cũng có nhắc là bởi vì hầu hết những cái chương trình mà thầy hướng dẫn là đều dựa trên những cái quy luật vận hành tất yếu của vũ trụ hết cả. Đều dựa trên những cái quy luật vận hành tất yếu của vũ trụ. Vậy thì khi mà chúng ta nói tới cái chữ mùa, khi chúng ta nói đến chữ mùa thì thông thường mình hiểu rằng trong cái văn hóa của Việt Nam mình, cái chữ mùa nó được sử dụng trong lúc nào? Mùa mưa, mùa nắng, mùa thu hoạch, mùa gió chướng, mùa hè, vân vân. Vậy thì cái chữ mùa nó sẽ nói lên là cái sự lặp đi lặp lại theo một cái khoảng thời gian kéo dài nào đó, và nó là những cái yếu tố khá chính yếu, phải không? Chứ nó không phải là một cái hiện tượng, một cái sự kiện thoáng qua randomly hay là thỉnh thoảng hay là accidentally không thôi. Đấy, thành đó là lý cái thứ lo thứ nhất mà thầy không muốn chúng ta sử dụng cái chữ mùa. Lặp đi lặp lại cái sự cộng hưởng đó hàng trăm, hàng ngàn, hàng triệu và hàng tỷ người, báo chí, truyền thông từ nơi này nơi khác nó nói như vậy, thì vô tình mình sẽ làm cho nó lặp đi lặp lại, là đó là lực hấp dẫn, sự chiêu cảm và sự cộng hưởng. Thì đó là cái yếu tố thứ nhất để chúng ta hiểu tại sao chúng ta không nên dùng cái chữ mùa. Cái điều hai nữa là tại sao mình không nên gọi cái chữ COVID. Thật ra cái tên gọi này nó cũng không hẳn đúng, tại vì Corona là một family, một cái dòng của những virus cúm, là một cái dòng của rất nhiều thế hệ của những virus cúm, chứ nó không phải một con hay hai con, nó có cả hàng trăm, hàng ngàn, thậm chí hàng trăm ngàn con. Và cái thứ hai nữa, thành ra nếu chúng ta gọi tên như vậy thì nó đã không mang cái sự chân thật, đúng đắn. Cái điều kế tiếp là gì? Khi mà mình cứ tiếp tục mình gọi tên như vậy thì nó cũng là một cái điều không hay. Lấy ví dụ như bây giờ Phúc đang ngủ rất là say. Phúc đang ngủ rất say, nhưng mà ai cứ kêu Phúc 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 thì bảo đảm một lát là mặc dù cái phần ý thức của Phúc đang ngủ say, nhưng mà cái phần dưới ý thức của Phúc vẫn đang làm việc. Thành ra ai cứ kêu cái tên Phúc 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 hoài một lát là Phúc sẽ giật mình thức dậy. Bây giờ Phúc đang đi giữa một cái đám đông hàng trăm, hàng ngàn, thậm chí hàng chục ngàn người ở giữa cái quảng trường đông nghịch như vậy. Người nào đó kêu tên Phúc, 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 Phúc. Không? Có thể là không phải kêu mình,
có thể là kêu cái người nào khác nó trùng tên mình, nhưng mà khi giữa cái đám đông đó mình nghe cái tiếng kêu của mình, tiếp tên của mình, thì mình sẽ quay đầu lại, ngoái cổ lại, hướng tay về cái hướng nào mà người ta gọi tên mình, phải không? Và mình nếu mà người ta gọi liên tục nữa, lớn nữa, thì mình sẽ lại bắt đầu xoay, thay đổi cái hướng của mình và tiến về cái hướng mà mình đang nghe cái âm thanh đang gọi tên mình, phải không? Thì ở đây cũng vậy, nếu mà mình có gọi là COVID, 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 người này nói, người kia nói, cứ gọi liên tục như vậy, tức là vô tình mình đang kêu gọi, mời gọi, hướng đến. Và một lần nữa là hàng trăm, hàng nghìn, hàng tỷ người, hết ngày này qua ngày khác, giờ này qua giờ khác, truyền thông này qua truyền thông khác, thì nó sẽ tạo nên một cái lực cộng hưởng hấp dẫn, thành nó vô tình mình đang kêu gọi đến, và đến một sự lặp đi lặp lại, lặp đi lặp lại, kéo dài theo cái chu kỳ, theo định kỳ. Thật ra tất cả những điều này mình không nên làm như vậy. Và thậm chí bây giờ mình chống cũng vậy. Mình chống nó. Tức là chúng ta cũng đã học cái định luật này trong cái định luật của Newton rồi, phải không? Mà cái này trong cái phương pháp thanh lọc của mình cũng đã được giải thích và được ứng dụng rất là nhiều trong từng khía cạnh một. Và cái ví dụ là gì? Khi mình đưa một cái lực, sử dụng một cái lực để mình tác động vào một cái đối tượng nào đó. Chẳng hạn giờ mình lấy một cái lực trong bàn tay của mình đập vào tường hay mình đập lên cái mặt bàn. Nếu như mình tác động một cái lực nhẹ nhàng vào tường thì cái phản lực ngược lại từ tường vào tay mình nó sẽ nhẹ hơn, mình sẽ đau ít hơn. Nếu bây giờ mình dùng một cái lực thiệt mạnh từ cái tay mình đập vào tường thì cái phản lực ngược lại từ tường vào lòng bàn tay mình sẽ mạnh hơn và mình sẽ bị đau hơn. Phải không? Và nếu mà thỉnh thoảng thì mình mới vỗ vào tường hay mình mới đập vào bàn thì cái tay mình nó đau ít. Nhưng mà nếu mình đập liên tục thì cái tay mình nó sẽ đau nhiều hơn. Vậy thì chuyện gì xảy ra khi hàng trăm, hàng nghìn, hàng triệu, hàng tỷ người cứ đi tìm đủ mọi cách để chống nó. Chống từ cái tư tưởng, từ cái tâm thức cho đến đi tìm vaccine, đi tìm thuốc. Rồi kêu gào, rồi phẫn uất, rồi chửi bới, rồi nguyền rủa nó. Tức là mình càng tạo ra những cái năng lượng đó bao nhiêu thì mình lại càng bị cái phản lực, cái phản hồi đó lại nhiều bấy nhiêu. Thấy không? Thành đó là những cái mà chúng ta phải thấy được cái tương tác đó nó đi vào trong cái vũ trụ và nó tác động đến cô nàng này như thế nào. Vậy thì bây giờ mình sẽ nhìn lại. Ok, đó là những yếu tố đầu tiên. Bây giờ chúng ta phải tập nhìn lại một cách khách quan. Ở đây quý vị thấy rằng chẳng hạn như những ai ở trong ngành y khoa, dược khoa hay dịch tễ học thì có lẽ biết rành hơn. Nhưng mà thôi bây giờ mình có nói giả sử như mình là một cái người nông dân đi. Tại vì hầu hết người Việt Nam chúng ta xuất phát từ nông nghiệp, phải không? Hầu hết người Việt Nam chúng ta xuất phát từ nông nghiệp. Vậy thì bây giờ chúng tôi chỉ hỏi quý vị một câu đơn giản. Quý vị có thể đem cái cây đào ở ngoài Hà Nội về miền Nam, miền Đông Nam hay là miền Tây Nam Bộ trồng nó để mà nó có thể ra hoa được không? Đem một cây đào ở Hà Nội về miền Nam, miền Đông Nam Bộ hay miền Tây Nam Bộ trồng để cho nó có thể nở hoa được hay không? Chúng ta có thể đem một cái cây bông cải xanh ha, hay là cái cây súp lơ ở Đà Lạt mà chúng ta, hay là một cái cây mận Đà Lạt mà chúng ta đem về miền Tây, đem về miền Đông Nam Bộ, chúng ta trồng để cho nó có hoa, có trái được không? Thưa quý vị không? Cái cây ở cái vùng nào thì nó thích nghi với cái thổ nhưỡng, nó thích nghi với thời tiết, với khí hậu và thậm chí tới cái mùa nữa. Với cái mùa nữa, chứ không phải là lúc nào nó cũng trồng được. Đó là cái quy luật vận hành của vũ trụ. Vào mùa hè thì nó có những cái cây, cái trái, cái củ làm sao để làm cho mình giải nhiệt. Vào mùa đông nó phải có những cái cây, cái củ, cái trái nào nó phải cung cấp năng lượng, chất béo, chất dầu nhiều hơn, chất đạm nhiều hơn. Đó. Thành ra đó là sự cân bằng của vũ trụ tạo hóa. Vậy thì chúng ta không thể đem một cái cây ở một cái vùng cao mà chúng ta đưa xuống vùng thấp mà chúng ta đòi hỏi nó sẽ phát triển giống như một cái cây ở trên vùng cao để có hoa, có quả, có trái. Chúng ta không thể đem một cái cây ở mùa hè mà chúng ta bắt nó đi vào mùa đông. Thành ra nếu chúng ta muốn làm được như vậy thì chúng ta phải cải tạo và chúng ta phải có sự can thiệp vào. Chẳng hạn như quý vị thấy là người ta làm nhà lồng kiến hay là người ta tạo thêm những cái thuốc rồi người ta sử dụng công nghệ di truyền vân vân. Vậy thì virus cúm nói chung, đặc biệt corona nói riêng,
Đấy, thì nó thông thường xuất hiện vào mùa đông, xứ lạnh, thậm chí có tuyết ở những vùng Đông Bắc hay là Bắc Âu, Đông Âu. Chứ nó không hiếm khi nào mà nó có mặt đồng thời ở những cái xứ thấp, những xứ ẩm, những xứ nóng. Vậy thì khi cái nguồn gốc của corona ra đời vào cuối năm 2019, chúng ta thấy đồng loạt một lúc có mặt ở xứ lạnh, có mặt ở xứ nóng, có mặt ở vùng thấp và có mặt ở vùng cao nguyên. Và nó hoàn toàn khác với những vi sinh vật khác, vi khuẩn, vi nấm, có thể nhỏ bé chúng ta không nhìn thấy bằng mắt thường đấy. Nhưng mà nó vẫn là một cái tế bào, nghe quý vị, nó vẫn là một cái tế bào đơn lẻ, đơn giản, nhưng mà nó vẫn là một tế bào để nó có thể tồn tại và thậm chí nó phát triển độc lập được. Nhưng mà virus không phải là một sinh vật độc lập. Virus muốn tồn tại phải có ký chủ, tức là phải có tế bào, phải có những tế bào của những ký chủ, có những sinh vật khác nó mới tồn tại được. Vậy thì chúng ta nghĩ gì về một cái chủng loại virus mà đồng thời cùng một lúc nó có thể có mặt ở miền cao nguyên xứ lạnh cho tới miền đồng bằng xứ nóng, ở cái miền thiệt là khô và cái vùng thiệt là ẩm? Chuyện gì xảy ra ở đây? Có sự can thiệp vào đó không? Ai là người can thiệp với mục đích như thế nào? Thấy không? Đấy, thì để chúng ta thấy những cái điều mà chúng ta cần phải lưu tâm. Kế đến là chúng ta phải xem xét tới một cái vấn đề nữa, là khi mà virus này nó đi vào thì cái nguyên tắc của virus cũng vậy. Virus là bạo phát, bạo tàn, sinh sôi nảy nở cực kỳ nhanh. Thành ra thời gian ủ bệnh của nó rất nhanh, thời gian sinh trưởng phát triển bệnh của nó lan tràn rất rất nhanh. Nhưng mà cũng chính vì cái sự ủ bệnh, cái sự phát triển sinh sôi nảy nở tốc độ cực kỳ nhanh như vậy, thành ra khi nó không có điều kiện thuận lợi thì nó cũng sẽ bị hủy diệt rất nhanh. Và đó là lý do tại sao hầu hết những cái bệnh virus người ta không sử dụng thuốc để trị nó. Và thậm chí chúng ta cũng chẳng có thuốc để trị virus của hầu hết tất cả những loại virus. Trong cơ thể của chúng ta có biết bao nhiêu loại vi khuẩn đang cộng sinh với mình, và trong cơ thể chúng ta cũng có biết bao nhiêu loại virus đang cộng sinh trên cơ thể chúng ta, cả bên trong lẫn bên ngoài. Thì tương tự như vậy, những cái con thú chúng ta nuôi xung quanh, những cái cây chúng ta cũng vậy. Thành ra khi mà chúng ta hiểu cái điều này, để chúng ta phải tìm ra cái nguồn gốc mà hiểu được chúng ta cần phải làm gì, chứ không phải là mình chống. Rồi bây giờ chẳng hạn như chúng tôi nói đến cái chống đi, đến cái chống, khi mà một cái con vi nấm, một cái con vi khuẩn, một con giun sán gì đó nó nằm trong người mình, nhưng mà nó nằm bên ngoài cái tế bào, quý vị ha, nó nằm bên ngoài tế bào. Vậy thì khi chúng ta rửa tay, rửa mặt, khi chúng ta uống thuốc sổ, khi chúng ta súc miệng gì đó, thì chúng ta có thể tẩy rửa nó ra, ngăn chặn không cho nó đi vào được. Nhưng mà cái con virus là nó chui vào trong tế bào của mình. Vậy thì khi mình gọi là mình tấn công virus này, tức là mình phải tấn công tế bào của mình, phải phá vỡ tế bào của mình. Nó giống như cái con ký sinh trùng gây bệnh sốt rét. Nó giống như con ký sinh trùng gây bệnh sốt rét. Đó là lý do tại sao cái bệnh sốt rét thấy nó đơn giản như vậy á, nhưng mà nó rất là khó trị. Và nó đã có mặt trên cái hành tinh này cả hàng trăm ngàn năm rồi. Và hiện nay Tổ chức Y tế Thế giới đã mấy chục năm rồi, cả gần thế kỷ rồi, tìm mọi cách để dập cái dịch sốt rét cũng không dập được. Nhất là các xứ Đông Nam Á, các xứ nóng và ẩm này. Tại vì cái chu kỳ sinh sản của nó quá phức tạp và nó nằm ngay trong tế bào máu của mình. Vậy muốn giết nó là mình phải phá vỡ tế bào máu của mình. Tương tự như vậy, cái con virus này nó đi vào bên trong tế bào của mình, nó mới sinh sôi nảy nở, mới tạo ra triệu chứng. Vậy thì khi mình tấn công, mình giết nó, tức là mình phá hủy tế bào của mình. Vậy thì mình tấn công nó là mình tấn công ai? Tấn công chính mình, hủy hoại chính mình, chính những tế bào của mình, những cơ quan của mình. Đấy, thành ra chúng ta phải hiểu những cái nguyên tắc này. Rồi, nó có những cái lĩnh vực khác nữa mà chúng ta không biết. Lấy ví dụ, bây giờ mình có cái câu hỏi rằng ai đã nhúng tay vào, can thiệp vào
Người ta nghĩ rằng người ta thông minh, con người ta nghĩ rằng mình rất là thông minh, khoa học kỹ thuật công nghệ mình phát triển và mình có thể thay trời làm mưa, mình có thể thay đổi những quy luật vận hành của vũ trụ. Thưa quý vị, không, đừng có tưởng như thế. Mình có thể qua được mặt của luật thế gian, nhưng mà luật vũ trụ, luật nhân quả nó là khách quan thực tế và nó truyền từ đời này qua đời khác, bình đẳng, khách quan liên tục. Thành ra chúng ta đừng nghĩ rằng, trong cái khóa học chúng tôi có nói quý vị rồi, khoa học kỹ thuật của mình rất tiến bộ, mình có thể chế tạo ra cái phi thuyền, mình du hành lên trên hành tinh, bay từ trái đất này lên sao Hỏa, sao Kim, mặt trăng chơi. Nhưng mà mình chưa làm ra được những điều rất căn bản là một giọt nước cho mình uống, một hạt gạo cho mình ăn. Chưa làm ra được cái oxy cho mình hít thở. Mình cũng phải lấy từ đất mẹ, từ thiên nhiên hết. Thành ra mình tưởng rằng mình ngon lành lắm, nhưng mà mình không biết rằng cái thông minh của mình, cái mưu mô của mình nó sẽ quay lại nó hại chính mình. Bằng chứng là chúng ta thấy, mình nghĩ rằng bây giờ mình có kỹ thuật công nghệ di truyền, mình lai tạo rất là nhiều cái loại cây, loại hạt, loại trái để cho nó ngắn thời gian sinh trưởng hơn, nó cho hoa, cho quả, cho trái nhiều hơn, chất lượng dinh dưỡng nó cao hơn. Mình đang phá cái trật tự cân bằng của vũ trụ vì cái lòng tham, vì cái sự vô minh của mình. Mình nghĩ rằng mình tạo ra được những cái cây trái mùa ha, là mình ngon lành để mình thỏa mãn cái lòng tham của mình, chứ mình đâu biết rằng mình đã làm phá đi cái trật tự, cái từ trường của thiên nhiên, của vũ trụ xung quanh. Và mình đem cái sản phẩm đó mình đi đâu? Mình đem vào mình nuôi dưỡng chính mình, tức là mình nuôi dưỡng mình bằng những cái sai lầm, bằng những cái mất tự nhiên, mất cân đối. Thì làm sao mình có được cái sự cân đối tự nhiên, hài hòa, hợp nhất trong cơ thể của mình được? Đấy, thành ra mình cứ tưởng rằng mình rất là thông minh khi mình tạo ra cái này, khi mình tạo ra cái kia, khi mình can thiệp vào cái này, can thiệp vào cái kia. Đó là sự và là ngu xuẩn của trí thông minh cạn cợt và lòng tham vô đáy của con người. Thành ra khi ai đó can thiệp vào cô nàng virus này, tưởng rằng có thể khống chế được, nhưng mà khi đi vào vũ trụ thiên nhiên thì bàn tay của thiên nhiên sẽ bắt đầu làm việc để vận hành. Thành ra chúng ta không kiểm soát được. Đây, chúng ta không kiểm soát được. Rồi một cái lĩnh vực khác nữa là quý vị biết rằng hơn 30 năm trước, khi mà chúng tôi bắt đầu đi qua nước ngoài là với một cái mộng là mình sẽ đem những cái kinh nghiệm của mình về những cái thuốc gia truyền Đông phương học của mình, y học dân tộc của mình, có những cái bài thuốc gia truyền đơn giản mà cực kỳ hay. Thì khi chúng tôi đi ra nước ngoài chỉ với một cái mong muốn là làm sao đổi từ y sang dược, chuyển từ thuốc y học cổ truyền sang cái dạng thuốc đơn giản hơn, tiện lợi hơn cho bà con mình sử dụng và đồng thời giúp những người khác. Nhưng mà khi đi vào cái mafia của ngành dược thì mình mới thấy nó kinh khủng. Đó là lý do tại sao chúng tôi phải bỏ bỏ cái nghề, mặc dù cái đồng tiền của mình được lấy rất nhiều, cái đồng lương rất cao, cái vị trí xã hội rất lớn, nhưng phải bỏ. Từ cái ngành công nghiệp dược đó, từ cái ngành công nghiệp dược đó nó bắt đầu nó đẻ ra tiếp cái là công nghệ thực phẩm. Bây giờ quý vị thử hỏi thử xem, bây giờ nếu mà không có bệnh thì làm sao y học phát triển, làm sao dược học phát triển, phải không? Mà nếu y học phát triển, dược học phát triển mà nó tối cao rồi, con người ta hết bệnh thì làm sao lại tiếp tục phát triển nữa? Thành ra người ta tạo ra thuốc để trị bệnh, người ta tạo ra bệnh để phải sử dụng thuốc, nó sẽ đi vào cái vòng đó mãi. Có điều đó là điều rất là đơn giản. Bây giờ đi thẳng vào trong cái máy vi tính của chúng ta, hầu hết tất cả các máy vi tính đều có phần mềm, phải không? Và như vậy chúng ta có cái gì? Anti virus. Chúng ta có anti virus để phòng cho các cái phần mềm mình sử dụng trong máy vi tính của mình. Vậy thì ai là người tạo ra các phần mềm đó? Và ai là người tạo ra những cái chương trình anti virus? Và nếu mà anti virus mà nó tạo ra một lần xong, bán sản phẩm một lần xong xuôi rồi, nó phòng hộ cái máy của mình hết rồi thì nó đóng cửa, nó dẹp tiệm sao? Vậy thì phải làm sao? Sẽ tạo ra những con virus tấn công cái máy của mình, tấn công những cái phần mềm của mình, là những cái hacker. Ai là người đó? Một bộ phận chuyên làm cái đó. Và bây giờ giữa hai cái thế lực đó cân bằng nhau, phải không?
Anh chàng hacker đi tạo ra những con virus, những cái gì để quấy phá tất cả các phần mềm máy móc của mình, thiết bị của mình, thì một anh chàng khác lại tiếp tục tạo ra một cái sản phẩm khác cao cấp hơn để dụ dỗ mình phải mua. Cứ như thế, cái cuộc chiến đấu giữa hai cái thế lực đó trong bất cứ một cái lĩnh vực nào cũng thế. Thành ra khi mà chúng ta đi vào trong cái thương trường đó, lý do tại sao chúng tôi nói ngày nay nếu chúng ta không đi vào cái tâm thức của mình để nhận định cái cách mình nuôi dưỡng mình hàng ngày như thế nào, mình không hiểu con người của mình cấu tạo ra sao, làm sao nó tồn tại được, và tất cả những bệnh tật ngày nay của con người cũng như của vũ trụ từ đâu mà ra. Vậy thì sứ giả của vũ trụ, con người tưởng rằng con người có thể can thiệp vào được để mà dùng nó làm một cái đòn bẩy để chi phối toàn cầu, để khống chế. Nhưng mà rốt cuộc chúng ta không quản lý được, không giám sát được, nhưng mà vẫn với cái tham vọng đó. Vậy thì khi một cái dịch bệnh ra, ngày nay thì chúng ta bị thêm một cái gì nữa? Truyền thông. Truyền thông. Chúng ta bị cái truyền thông, bản chất của tất cả các pháp không có tốt, không có xấu. Quý vị nên nhớ, cái quan trọng là chúng ta sử dụng như thế nào. Đơn giản trở về với cuộc sống rất là bình thường của chúng ta. Ngày xưa chúng ta ăn cơm với rau, với ngô, với khoai, với sắn, rất đơn giản, bình thường, làm việc ra ngoài đồng, đổ mồ hôi, vận động, mệt mỏi, đau nhức. Nhưng mà chúng ta về một cái là chúng ta buông ra, chúng ta nằm một giấc, chúng ta ngủ khỏe. Phải không? Không đau nhức, không lo lắng, không mất ngủ, không trằn trọc, không có bệnh đường cao, mỡ cao, máu cao, béo phì, bệnh gút, bệnh gì hết cả. Nhưng mà bây giờ cũng chính cái lòng tham của con người chúng ta tạo ra thức ăn rất là đa dạng phong phú, với những cái bữa ăn rất bình thường, mình gọi là cao lương mỹ vậy, nhưng mà bệnh tiểu đường, bệnh mỡ cao, bệnh máu cao, bệnh gút, bệnh béo phì, bệnh đau khớp, bệnh thấp khớp, bệnh tim mạch, bệnh lupus, đủ thứ tiền bệnh trên đời kể ra không bao giờ hết cả. Vậy thì cái thức ăn đơn giản hàng ngày của chúng ta, nếu mình biết sử dụng thì nó có thể giúp mình tồn tại, khỏe mạnh, phát triển. Nhưng nếu chúng ta không biết cách sử dụng thì nó có thể tạo ra bệnh tật. Tương tự như vậy, tất cả các cái phương tiện của chúng ta sử dụng, kể cả máy móc, thiết bị điện tử hay là các cái điện thoại thông minh, cũng vậy. Nếu chúng ta biết cách sử dụng nó một cách đúng đắn, trong giai đoạn hiện nay chúng ta thấy chúng ta ngồi ở nhà mà chúng ta kết nối được cả thế giới, mình trở về mình học hành, mình chuyển hóa, mình hỗ trợ cho nhau. Nhưng mà nếu không thì chúng ta mở ra là thấy gì? Con số càng ngày càng gia tăng cả cái người bị nhiễm bệnh, gia tăng cả khu cách ly, gia tăng cả bệnh viện dã chiến, gia tăng cả cái khu cách ly, gia tăng cả cái sự giăng dây, tức là mình bị khủng hoảng. Vậy thì chúng ta phải hiểu rằng tất cả mọi cái này làm sao để chúng ta có thể ý thức được và làm chủ nó. Vậy thì trở về ở đây để chúng tôi nói quý vị, chúng ta phải nắm những yếu tố căn bản và đừng nghĩ rằng cái trí thông minh của con người, và đây là có những bàn tay đang can thiệp vào để khống chế, vì cái lợi nhuận, vì cái lòng tham, từ những cái rất là căn bản. Và cái điều này nó đã xảy ra hàng mấy chục năm rồi quý vị, hàng mấy chục năm rồi chứ không phải mới đây đâu nha. Nó đi từ lĩnh vực này qua lĩnh vực khác. Vậy thì cái căn bản ở đây chúng tôi nhắc là khi mà chúng ta đi test thôi, cái que thử thôi, là đã có sự cài đặt rồi. Đã có cái sự cài đặt rồi. Vậy thì nếu mà quý vị có thể đi vào, quý vị xem, và thì chúng ta sẽ thấy, okay, khi mà quý vị đi vào thì quý vị xem, quý vị sẽ thấy có những cái thông tin để chúng ta biết rằng những cái que thử của chúng ta nó có chất liệu gì trong đó. Nó không đơn giản là một cái que thử, không phải là cái que để lấy mẫu không đâu. Quý vị tìm hiểu thì quý vị sẽ thấy, những người có chuyên môn, có kỹ thuật, quý vị sẽ hiểu rằng trên cái que thử của mình không phải đơn giản là một cái que vuông gòn nó quẹt qua để nó lấy cái mẫu thử của mình đâu. Đang có mục đích gì, để làm gì, và nó sẽ đưa cái gì vào trong cơ thể mình, tác hại trực tiếp trước mắt và tác hại lâu dài như thế nào. Chỉ mới một cái que để đưa vào lấy mẫu mà thôi. Ok. Cái điểm kế tiếp. Cái điểm kế tiếp là cái test nhanh. Ngày xưa mình nói cái test nhanh mình không tin được thì đến cái test PCR. Cái test PCR, thưa quý vị, cái test PCR nó cũng chả có gì đáng tin cậy. Và điều này thì nó rất cụ thể rồi. Không phải đến bây giờ đâu mà cả những nước khoa học kỹ thuật tiến bộ,
cái người cha đẻ mà tạo ra cái test PCR này, người ta khẳng định rằng cái test PCR này không phải để test cho virus. Nó là cái test huyết thanh học, căn bản cổ điển nó làm những việc khác. Và người ta đã thử rằng, người ta thử nghiệm, người ta lấy một cái mẫu thử từ một con vật là động vật, và người ta lấy một cái trái cây của thực vật, người ta thử PCR, hai cái đều dương tính hết. Và thậm chí người ta thử gì, lúc thử nó dương, lúc thử nó âm, một ngày người ta lấy 4 lần mẫu thử. Có lúc nó dương, có lúc nó âm, cùng một mẫu thử, chỉ tách ra 4 lần thử khác nhau thôi. Thành ra, cái test PCR này nó chả nói lên cái gì được hết. Nó không có đúng tí xíu nào hết cả. Rồi okay. Để chúng ta thấy rằng đừng, lý do tại sao mà chúng ta thấy khi mà mình test một ngày có thể vài ngàn dương tính, rồi đùng một cái vài ngày sau nó giảm xuống cả vài ngàn. Cái chuyện mà thay đổi về cơ chế tiến triển của hệ miễn dịch để thoát khỏi bệnh, nó có thể, nhưng mà nó không thể là từ cái dương tính, từ cái âm tính một ngày mà mấy ngàn cái nó nhanh chóng về được. Thành ra những cái test này nó là không có cái giá trị gì hết cả. Mà chúng ta cứ bị như vậy. Đấy. Rồi, cái điểm kế tiếp là bây giờ tới cái giai đoạn mà mình chưa có vaccine. Cái giai đoạn mà mình chưa có vaccine thì người ta đưa lên cái gì? Chloroquine. Phải không? Chloroquine là gì? Tiếng Việt Nam mình gọi là thuốc ký ninh. Thuốc ký ninh. Vậy thì cái thuốc ký ninh này nó là gì? Như hồi nãy chúng tôi nói quý vị, tức là cái con ký sinh trùng sốt rét nó đi vào trong cái tế bào hồng cầu của mình, nó nằm trong đó. Vậy thì muốn giết con ký sinh trùng sốt rét trong cơ thể mình, bắt buộc nó phải phá vỡ cái tế bào máu, nó mới giết được cái con ký sinh trùng sốt rét. Vậy thì anh chàng virus này, ok, nó nằm trong tế bào của mình, vậy muốn giết nó cũng phải phá vỡ tế bào. Nhưng mà tại sao khi mà một loạt những bác sĩ người ta thử nghiệm cái này thì sau một cái thời gian là bị chống liền ngay lập tức, bị lên án liền ngay lập tức, với lý do gì? Cái thuốc này nó không an toàn. Xin lỗi quý vị, cái thuốc này nó có mặt, nó ra đời trước khi chúng tôi ra đời. Chúng tôi ra đời năm 1964, cái thuốc này nó ra đời trước chúng tôi rồi. Và không phải nó sử dụng cho một vài triệu người. Mỗi một năm ở Việt Nam mình hay là ở Đông Nam Á mình có hàng trăm ngàn người, hàng trăm triệu người sử dụng thuốc ký ninh này. Cỡ vùng nhiệt đới gió mùa của vùng Đông Nam Á này á, tức là cái vùng Đông Nam Á tính bình quân một năm mình có cả hàng triệu người chết vì sốt rét, chứ chưa nói có số lượng người mắc. Thì như vậy cái thuốc ký ninh này nó đã sử dụng cả mấy chục năm trời và cho cả hàng triệu, hàng tỷ tỷ người bao nhiêu năm đó, mà chẳng lẽ cái hồ sơ an toàn nó không có hả? Vậy thì một cái thuốc mới sản xuất có mấy tháng chưa được một năm mà an toàn hơn sao? Tại sao quý vị biết không? Tại vì cái ký ninh, cái thuốc này bây giờ nó đã là generic rồi. Nó quá rẻ rồi, nó không bán để nó lấy lợi nhuận được. Và khi chúng tôi đi vào cái ngành dược ở Mỹ, và chúng tôi mới vừa bước vào, khi mà làm cho AstraZeneca, làm ngay cái văn phòng tư vấn, cố vấn cho bác sĩ và dược sĩ y tá, tức là lúc đó là, thì chúng tôi mới phát hiện rằng, à, nó có những cái chỉ định và chống chỉ định, hay là có những cái nó gọi là indication, với là cái tức là bác sĩ được quyền làm, nhưng mà trên cái toa hay là trong cái PDF packet insert, tức là drug information, nó sẽ không có ghi. Tức là có những cái bác sĩ được quyền sử dụng, tại vì người ta gọi là medicine in the art mà. Tức là anh có thể sử dụng nhưng mà nó không dám ghi cái chỉ định trên cái đơn thuốc, trong cái giấy. Vậy thì thưa quý vị, nếu như người ta làm trong ngành dược mấy chục năm trời mà người ta không biết, nhưng mà một cái người mà có cái chiều sâu nhìn hay nhìn một cách tổng quát sẽ thấy tại sao cứ vài ba năm khi cái thuốc này chuẩn bị hết cái patent, nó sẽ bắt đầu nó chuyển qua generic. Khi nó bắt đầu nó chuyển qua generic thì ai cũng có thể sản xuất được hết và bán cái giá rất rẻ. Vậy thì nó phải bắt đầu nó ra một cái thuốc mới để nó có cái patent, nó có cái brand name mà nó bán cái giá cắt cổ và nó độc quyền. Ok, và cứ như vậy nó theo cái con đường đó bao nhiêu năm trời, nó theo một cái dòng họ. Giờ quý vị nói một cái đơn giản đi, lấy một cái đơn giản là trong cái dòng họ của PPI, tức là những cái thuốc mà chống cái axit trong bao tử của mình, quý vị nhìn xuyên suốt nó có một cái dòng họ của nó thôi. Thấy không? Nếu mà nhìn cái tên generic của nó có một cái dòng họ của nó thôi,
thuốc huyết áp cũng vậy, thuốc tiểu đường cũng vậy, thuốc lợi tiểu cũng vậy. Vậy thì cái anh chàng nào mà cứ khi mà nó thấy gần hết cái patent để nó độc quyền để nó lấy tiền, nó khi mà nó ra hết cái patent rồi thì nó bắt đầu nó phải chuyển qua generic, thì như vậy ai cũng có thể sản xuất đại trà và giá rất rẻ. Vậy thì anh mất cái quyền lợi, anh lại đi tìm ra một cái khác, anh chế một cái khác, nó đủ kiểu đủ trò hết, thấy không? Thành ra ở đây để chúng tôi nói cho quý vị rằng có những cái thuốc Tây y cũng vậy, mà có những cái thuốc cổ truyền cũng vậy, có những cái thức ăn cũng vậy. Mình cứ ham đi chạy tìm những cái mới, trong khi mình có những cái rất cổ điển, có những cái rất bài bản, có những cái nó đã được chứng minh qua hàng chục ngàn năm rồi, chứ không phải là mới có năm vài năm hay là 5-70 năm. Như cái thuốc chloroquine, cái thuốc quinine, nó đã lên thị trường cả 60 năm rồi. Nó đã ra, nó sử dụng cho hàng triệu, hàng tỷ người rồi. Vậy tại sao nó không an toàn? Không cần biết nó có hiệu quả hay không, nhưng mà trước hết mà nói nó không an toàn là cái điều đó hoàn toàn không đúng, không hợp lý rồi. Nếu nói nó không an toàn thì ở đây chúng tôi nói thẳng cho quý vị luôn là chẳng hạn như cái thuốc Panadol, Paracetamol, Tylenol chúng ta sử dụng để hạ sốt. Châu Mỹ nó đã bắt đầu, nó có cái lệnh cách đây cả gần chục năm rồi, tức là nó phải giảm cái đô từ 500mg xuống còn có 300 hay là 360 thôi. Tại vì thuốc ho cũng có, thuốc cảm cũng có, thuốc đau nhức cũng có, thuốc hạ sốt cũng có. Thành ra có nhiều người cứ mua over the counter uống, thì trong cái thuốc này nó có, trong thuốc kia nó có, thành ra nó sẽ bị tổn thương cái gan, chức năng gan lên cao, bị ngộ độc. Và nếu quý vị không tin, quý vị lấy Tylenol đó, quý vị dầm chừng vài viên, quý vị bỏ trong cơm, quý vị bỏ ra mấy con chuột ăn đó, nó chết ngắt à, thấy không? Thành ra có những cái thuốc mình thấy rất bình thường, nhưng mà khi mình không biết cách sử dụng nó, mình hơi lạm dụng nó tí xíu là nó đều có cái tác dụng phụ hết. Nhưng mà nó rất là an toàn khi nó ra over the counter, ai cũng mua được, và thậm chí cho trẻ em mấy tháng tuổi là đã có thể sử dụng được, phải không? Vậy thì nói một cái thuốc quinine đã ra đời cả mấy chục năm trời, đã sử dụng cho hàng tỷ tỷ người rồi, nó không an toàn thì cái điều đó hoàn toàn không đúng. Thành đó là những cái chiêu bài để chúng ta thấy. Vậy thì bây giờ mỗi một ngày mình có bao nhiêu cái test, bao nhiêu cái que test nhanh, bao nhiêu cái que để nó test là mẫu PCR. Rồi bây giờ mình đi tới cái thuốc trị liệu, khi mình chưa có cái vaccine, bao nhiêu những cái loại thuốc rất cổ truyền, rất rẻ tiền, cấm không cho sử dụng. Để làm chi? Để phải mua những cái thuốc mới, những cái thuốc brand name. Vậy thì ai là cái người thâu lợi? Những cái ông trùm thôi, phải không? Rồi bây giờ khi mà ra được cái vaccine cũng vậy. Chúng ta tưởng rằng vaccine là mình có thể phòng được bệnh hả? Thưa quý vị, đối với những cái vaccine bình thường làm theo cái quy trình cổ điển, nó qua phase 1, phase 2, phase 3, nó qua bao nhiêu cái giai đoạn mà nó còn dùng được một cái phần của con virus đó. Còn bây giờ chúng ta thấy rằng virus nó đã sinh sôi nảy nở rất nhanh rồi. Và đặc biệt nữa là mình đã can thiệp vào, mình đã tác động vào quá mạnh, làm cho cái phản lực lại, cái sự biến đổi của nó, cái mutation của nó càng nhanh hơn nữa. Thấy không? Đó là cái nhân quả rõ ràng, mình tạo là mình phải lánh thôi. Vậy thì với cái tốc độ đó thì làm sao mà cái cơ thể của mình, khi mình dùng đồ giả để mình đánh đồ thiệt, đưa một phần cái đồ thiệt vào mà nó còn chưa có khả năng đáp ứng miễn dịch, để rồi nó chống lại với những con virus thật. Huống chi mình đưa đồ giả vào. Và quý vị thấy cái tình trạng những cái bệnh gọi là rối loạn miễn dịch, những cái bệnh tự miễn của mình càng ngày càng gia tăng. Thấy chưa? Do gì? Do đời sống của mình mất cân bằng. Mất cân bằng từ cái thời gian sinh hoạt, từ những cái thức ăn mình đưa vào, cái thứ gì cũng mất cân bằng hết. Như nãy chúng tôi nói, cái hạt lúa của mình thì rút ngắn thời gian lại, làm cho nó to lên, tinh bột nó nhiều lên, chất đường nó nhiều hơn, cái hạt, cái vỏ nó mỏng đi, tức là tất cả mọi cái thứ thức ăn mình tạo ra đều là sự mất cân bằng, và dùng những cái sự mất cân bằng đó nuôi dưỡng thì làm sao có cái sự cân bằng, mà không cân bằng thì làm sao mà có cái sự bình an, hạnh phúc, sức khỏe được. Đó. Vậy thì ở đây chúng ta phải thấy rằng đây là những cái chiêu bài kinh tế chính trị ha. Và nếu mình không khéo thì mình cứ bị đi vào cái vòng luẩn quẩn đó. Và bây giờ khi có cái vaccine rồi, quý vị thử hỏi cái vaccine, chúng ta thấy một cái điều rất là nghịch cảnh không? Châu Âu và châu Mỹ bây giờ phải bỏ cả hàng triệu liều vaccine, trong khi châu Á, châu Phi không có vaccine để chích. Để làm gì? Là một lần nữa kinh doanh và thu lợi, và làm cho người ta khủng bố. Cái phần kia là bỏ tiền ra mua sẵn đó, nhưng mà cái đế của nó quá ngắn, không sử dụng được và người ta không thèm chích. Và bây giờ mình nói chích vaccine có phòng được hay không? Thưa quý vị, không.
rõ ràng bằng chứng. Bây giờ quý vị chích vaccine lần thứ nhất xong, chích vaccine lần thứ hai xong, vẫn có những người dương tính liền ngay lập tức. Và cái điều này nó không phải đối với cái giai đoạn này. Những năm trước ở Mỹ cũng thế, có những người chích vaccine xong là những cái con common cold thì không cần chích, nhưng mà flu, tức là virus cúm, người ta có chích cho những cái đối tượng đặc biệt, nó gọi là high risk. Nhưng mà biết bao nhiêu người chích xong là vẫn dương tính, tại vì nó có, như nãy chúng tôi nói, nó có cả hàng trăm con khác nhau. Vậy thì khi mình chích vaccine là chỉ được một vài con thôi, hiểu không? Vậy thì những cái con không có cái thành phần trong vaccine nó sẽ gây nhiễm thì ngay lập tức. Huống chi cái con này nó thay đổi quá nhanh. Vậy thì mình chích xong mình tưởng rằng mình được miễn dịch, mình được phòng hộ. Thưa quý vị, không bảo đảm. Và điều đó nó chứng minh rất rõ ngày nay, không phải ở trên thế giới mà ngay cả ở Việt Nam mình. Phải không? Không phải đối với thường dân mà ngay cả đối với những cán bộ y tế. Điều này có không? Báo chí này rất rõ, ngay cả trung tâm bệnh nhiệt đới là nơi trị đầu tiên cái bệnh COVID này. Y bác sĩ chích ngừa xong hai lần vẫn dương tính như thường. Rồi bây giờ nói là chích ngừa để bảo vệ mình. Có bảo vệ được không? Có an toàn không? Xác suất tử vong có không? Tác dụng phụ ngắn hạn và tác dụng phụ dài hạn có không? Có hẳn luôn, rõ ràng trước mặt mọi người. Cho dù con số không được nêu lên cụ thể nhưng mà vẫn có rất rõ. Vậy thì chích ngừa có bảo đảm hay không? Chích ngừa có thật hay không? Và mình có làm chủ được cái lượng vaccine? Đó là lý do tại sao khi mà chúng tôi được cho vaccine để chích, chúng tôi nó phải ưu tiên cho những nào cần thiết, những đối tượng cần thiết. Thứ nhất là ngành y tế, thứ hai giáo dục, thứ ba là những người thương lái, những người buôn bán, thứ tư là những người làm ngân hàng giao dịch, thứ năm là những người ngoại giao, thầy cô giáo vân vân. Đó là những đối tượng giao tiếp liên tục với số lượng đông cần thiết trước. Thứ hai, những người miễn dịch yếu. Còn đối với cái này nó như là một cái bệnh cúm bình thường, không có gì đáng lo sợ hết. Và nếu thực tập đúng, tỷ lệ chết chưa tới 1%, và mình có được cái miễn dịch tự nhiên, đâu có cần phải làm gì rầm rộ đâu. Đây là đòn chiến tranh tâm lý, đòn chiến tranh tâm lý, và từ cái đó để nó làm thao túng thị trường về kinh tế, về chính trị, chứ nó không làm cái gì cả. Và quý vị thấy tốn biết bao nhiêu tiền để mà lấy mẫu, tốn biết bao nhiêu tiền để xét nghiệm, nhưng mà rốt cuộc được cái gì? Hay là những cái con số nó giả, những cái test ngay chính bản thân cái test nó đã không trung thực, nó đã không nói lên cái điều gì rồi. Vậy thì cả thế giới nói chung và Việt Nam nói riêng, trong cái thời gian qua mình tốn biết bao nhiêu tiền, mình sử dụng bao nhiêu cái test, đây là chưa nói tới cái thải ra ô nhiễm môi trường. Okay. Vậy thì bản thân chúng ta phải nắm ít nhất những cái điều này, mình quay lại để mình phải chủ động, mình phải tỉnh giác, đừng có để mình bị lôi cuốn, đừng để mình bị tác động, và đừng để mình sẽ làm cái con mồi cho những cái người khác. Mỗi một người đều có khả năng phòng được hết. Thì đó là cái những cái mà chúng tôi chỉ nói cho quý vị biết để mà chúng ta có cái niềm tin ha. Chúng ta có cái niềm tin, và khi mà chúng ta thực tập những cái phương pháp căn bản thì chúng ta sẽ thấy ngay cả những người bây giờ chích vaccine thiệt, chúng tôi nói giả sử chích vaccine thiệt là vaccine tốt, ok, nhưng mà chúng ta nên nhớ cái vaccine thiệt nó vẫn phải là cái giai đoạn sau, giai đoạn thứ yếu. Mình đã được học cái bài này trong cái buổi chia sẻ hôm trước, chúng tôi có nói rồi phải không? Hay là đặc biệt đối với những quý vị nào mà có tham gia cái chương trình thanh lọc thân tâm thì chúng tôi đã giải thích cái mô hình này rất rõ. Chúng ta được bảo vệ bởi bốn cái tầng: tầng da nè là chất cứng nè, tầng dịch nè là thứ hai nè, tầng khí là thứ ba, và tầng năng lượng là thứ tư. Chỉ nộp một cái đơn giản thôi, chỉ nộp một cái đơn giản mà nếu chúng ta không hiểu, chúng ta có thấy chỗ nào có cồn sắt trùng là chúng ta nhào vô, chúng ta sắt trùng liên tục, chúng ta nghĩ rằng khi mình sắt trùng liên tục là mình có thể được phòng hộ, là mình ngon lành. Nhưng mà khi quý vị đổ cái cồn lên tay của mình thì chúng ta thấy nó gì, nó mát mát phải không? Nó mát mát là nó lấy mất cái tầng năng lượng thứ nhất rồi nè. Sau khi mình chà 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 một lát tí xíu nữa, nó bốc hơi lên thì nó mát lạnh nữa, cho nên nó lấy luôn cái tầng năng lượng thứ hai của mình. Và một lát sau thì mình nhìn thấy cái da của mình nó khô đi, nó khô đi, nó rít rít, nó nhám nhám, thì nó lấy luôn cái tầng thứ ba của mình. Thậm chí có những người bị nứt da, bị bong da luôn nếu mà ta sử dụng thường xuyên. Vậy thì mình gọi là cái sát trùng bằng cái cồn đó, mình vô tình đã bóc mất ba cái lớp hàng rào bảo vệ tự nhiên của mình, để cái lớp da khô queo nứt nẻ và nó phơi bày với cái môi trường thực tế.
Và những con vi khuẩn, những con virus trong môi trường đầy dẫy nó sẽ đáp vào ngay lập tức, và những cái ngửa ngõ, những lỗ chân lông, những cái lớp kẽ da bị nứt là cửa ngõ rộng thênh thang, không có ai ngăn chặn đưa vào cho nó hết. Quý vị thấy chưa? Thành ra nếu như mà mình cứ nghĩ rằng bây giờ mình sát trùng nhiều lần tốt đẹp là mình đã bóc mất hết bao nhiêu cái hàng rào của mình, chưa kể nữa là ngay cái lớp dịch nhờn với cái lớp da của mình nó còn một cái lớp hàng rào vi sinh cộng sinh, là những cái con vi khuẩn nó đã sống trên cái lớp da mình lâu ngày rồi, nó đã được thuần hóa rồi, nó đã trở thành những anh chàng bảo vệ cho mình rồi. Bây giờ mình giết nó luôn, mình tẩy nó luôn. Vậy thì chúng ta thấy đó là những cái mà mình không có cái trình độ, mình không có cái sự quay về để mà quan sát, để mà lắng nghe, để thực tập đúng, thì mình đang tự hủy diệt mình đang tự làm rối loạn, mình đang tự làm mình suy yếu đi. Đấy, thì đó là những điều mà chúng ta cũng đã được học rồi. Vậy thì bên cạnh những cái hàng rào đó, chúng ta nên nhớ là sau khi nó đi qua hết ba cái hàng rào này, vậy thì nếu giả sử như bây giờ mình có một cách phòng hộ khác nữa, bây giờ mình có một cách phòng hộ khác nữa, bây giờ mình bắt đầu mình đi vào mũi, đi vào miệng, vậy thì chúng ta phải súc mũi, súc miệng chứ gì? Súc mũi, súc miệng thường xuyên. Và như hồi nãy chúng tôi nói quý vị đó, là những anh chàng virus này nó không nằm ngoài tế bào, nó không nằm bên ngoài tế bào, mà nó phải chui vào bên trong tế bào thì nó mới bắt đầu sinh sôi nảy nở, nó mới bắt đầu phát triển nhanh và tấn công mình. Vậy thì khi chúng ta súc họng, súc mũi là chúng ta chỉ có thể tẩy được những anh chàng ở bên ngoài này thôi. Còn những anh chàng đã chui vào bên trong, chúng ta chả có thể nào can thiệp vào nó, tẩy rửa nó hay giết chết nó được hết cả. Vậy thì chúng ta phải khéo léo, cẩn thận. Đó là lý do tại sao trong những cái bài mà chúng tôi chia sẻ, thậm chí như khi đi phát quà cho những cái khu vực cách ly, chúng tôi cũng có những cái tờ giấy hướng dẫn rất rõ cái cách pha nước. Cái cách pha nước như thế nào để cho chúng ta có thể súc họng, súc miệng một cách đúng đắn. Chứ còn nếu không á, là chúng ta thấy rằng chúng ta sử dụng rất là sai lầm khi mà mình pha cái nước không đúng. Tại vì có những người nghĩ rằng người ta pha nước muối sinh lý. Okay. Người ta pha nước muối sinh lý là 0.9%. Bây giờ mình pha 2, 3%, 5%, tức là nó mạnh gấp 3, gấp 5 lần, chắc nó tốt hơn. Nhưng mà thưa quý vị, điều này hoàn toàn sai lầm. Tại vì khi mà cái nồng độ nước muối càng cao bao nhiêu thì nó sẽ lấy cái nguồn nước, nó sẽ lấy cái nguồn nước ở bên trong tế bào của mình nó rút ra. Đây là sự cân bằng áp suất thẩm thấu. Vậy thì nó làm tế bào của mình nó teo lại, nó co lại và nó có thể bị rạn nứt, bị vỡ. Vậy thì vô tình mình mở cửa ngõ cho những con vi khuẩn, virus nó đi vào nhanh hơn và nhiều hơn. Thành ra có những cái điều rất căn bản nhưng mà chúng ta phải rất là cẩn thận. Đấy. Rồi kế đến là gì nữa? Kế đến là chúng ta nhớ là chúng ta phải làm sao súc cái cổ họng của mình thường xuyên hơn. Để làm chi? Để vậy, để cho nó đừng bị khô. Mặc dù mình súc bằng cái nước muối sinh lý rồi, nhưng mà nếu như mà mình để lâu quá, hay là mình ra cái vùng khô quá, vùng gió quá, vùng nóng quá, thì cái dịch nó bị khô đi, thì nó cũng sẽ làm cho những cái bụi bặm, những con vi nấm, những con vi sinh này nó sẽ dễ dàng đi vào và nó sẽ mang theo những cái con siêu vi đi vào trong cái đường hô hấp của mình. Vậy thì chúng ta phải cố gắng là cứ 10-15 phút là chúng ta có một vài ngụm nước đi vào để làm cho cái đường thở của mình, đường ống thở của mình nó được tươi nhuận, nó được mềm mại, nó được ướt át. Rồi, thì đó là một cái điểm kế tiếp theo. Cái điểm nữa là gì? Cái điểm nữa là chúng ta thấy rằng cái sai lầm của một số người là khi mà người ta sử dụng và trên mạng nghe nói cái chanh gừng sả. Cái chanh gừng sả thì cũng vậy, ở đây là có rất nhiều người mình ta nghĩ rằng người ta cho càng đậm đặc bao nhiêu càng tốt bấy nhiêu, thì thật ra cái chanh gừng sả này chúng ta phải biết cách phối hợp tỷ lệ và cái cách chế biến để làm sao chúng ta lấy được từ cái phần ngoài tới phần trong, từ cái phần cao đến phần thấp. Là gì? Chúng ta đã học bốn cái loại năng lượng. Vậy thì khi chúng ta làm sao để chúng ta lấy được cái nguồn năng lượng, cái tinh dầu khi chúng ta hít, chúng ta ngửi,
Nếu chúng ta nấu nó chín quá, nếu chúng ta để cái nước nó sôi lâu quá thì nó sẽ bốc hơi hết, nó mất hết cái này. Vậy thì khi chúng ta đưa vào chúng ta uống là nó sẽ không còn cái gì cả, nó còn rất ít. Hay là khi chúng ta nấu xong rồi, chúng ta lại để nó nguội rồi chúng ta bỏ vào tủ lạnh, chúng ta thàm biến, chúng ta nấu một lần cho nhiều, nấu cho sôi xong rồi chúng ta để cho thiệt nguội, bỏ tủ lạnh, thì tất cả những phần năng lượng này nó mất hết, nó chỉ còn cái nước và một ít dược chất nằm trong đó thôi. Đấy, thành ra chúng ta không nên nấu quá lâu, không nên phối hợp quá nhiều, không nên để tủ lạnh, vân vân. Và mỗi một lần chúng ta uống cũng vậy, chúng ta nên uống ít ít thôi, không nên uống quá nhiều. Và mỗi 10-15 phút chúng ta nên uống một đại ngụm. Thì trong này chúng tôi có hướng dẫn rất là kỹ lưỡng rồi. Kế đến là chúng ta sử dụng cái tinh dầu để chúng ta hít. Thì cũng vậy, nếu giả sử như mình có những cái ống tinh dầu, nếu như mình có những cái ống tinh dầu nó làm sẵn ống hít mũi thì tốt, tức là chúng ta hít vào để làm chi. Tinh dầu nó sẽ giúp cho chúng ta giãn nở đường hô hấp, nó làm cho chúng ta thông phế khí, nó làm cho đường hô hấp của chúng ta được ấm áp, nó được giãn nở, thì khí nó lưu chuyển nhanh hơn, mạnh hơn. Trong trường hợp chúng ta không có những cái ống mà mua ở tiệm thuốc tây, pharmacy, thì chúng ta có thể tự chế bằng cách mình lấy cái ống hút trà sữa, ống hút nước cam, hay là lấy cái vỏ cái viết bi, rồi mình nhét cái giấy lau mặt, giấy thấm vào đó, rồi mình nhỏ vài giọt dầu tràm, hay là tinh dầu xả, tinh dầu gì đó, tinh dầu khuynh diệt vào đó, rồi mình để vào lỗ mũi mình hít ngày vài ba lần để cho nó thông khí, thông cái đường hô hấp, cái ống thở của mình. Trong trường hợp khác, chúng ta có thể dùng cái phương pháp đơn giản dân gian hơn, là chúng ta lấy những cái lá có tinh dầu, chẳng hạn như gồm bưởi, chanh, vỏ quýt, vỏ cam, lá xả, lá ngũ trảo, vân vân, thì chúng ta bỏ vào cái ấm siêu tốc hay là bỏ vào cái nồi cơm điện, rồi chúng ta chế nước vào cho nắm muối, rồi chúng ta nấu nước sôi lên, chúng ta xông, vừa xông cả mũi cả miệng, vừa xông toàn bộ cơ thể của mình, đặc biệt là những người thấy mệt mỏi, thấy đau nhức, hay là những người bị sốt cao, thì càng xông nhiều bao nhiêu nó càng giãn nở lỗ chân lông, nó càng khai thông kinh mạch, thì chúng ta lại giảm sốt nhanh bấy nhiêu, chúng ta lại khỏe bấy nhiêu đó. Thì đó là cái cách mà chúng ta cần phải để ý. Thành ra mình có rất nhiều cái cách rất là tự nhiên. Kế đến là mình phải tập phơi nắng. Mình phải tập phơi nắng một ngày ít nhất cũng phải có được 30 phút. Tập phơi nắng buổi sáng 30 phút. Rồi tập đi bộ xung quanh phòng của mình. Dù mình không được đi ra ngoài, nhưng mình không ai cấm mình đi trong cái phòng của mình, hay là đi trước cái lan can của mình, đi lên đi xuống cầu thang thì tốt hơn nữa. Vậy thì phải đi bộ, phải phơi nắng, phải tập thể dục, cho dù mình có đau nhức cách nào cũng phải cố gắng để mà vận động tập luyện, để cho dòng khí nó lưu chuyển, dòng máu nó lưu chuyển, và tất cả những cái độc tố, giả sử như khi mình bị nhiễm rồi thì những cái xác của virus, những cái độc tố của virus nó sẽ làm cho cơ bắp và đặc biệt là xương khớp của mình nó đau, nó nhức, nó rã rời, nó đau nhức rã rời. Rồi thì chúng ta phải vận động tập luyện. Rồi có một cái điểm nữa mà chúng ta cũng phải cần lưu ý. Chúng ta phải cần lưu ý là cái thuốc. Ở đây thì chúng tôi hướng dẫn cho tất cả những cái học viên của chúng tôi là không dùng thuốc gì hết. Ở đây chỉ hoàn toàn là sử dụng, quý vị thấy là nước chanh, chanh xanh nha. Tức là mình có thể uống bên trong, mình có thể xoa lên mặt, lên má, lên nách, hay là lên ngực của mình khi mình bị sốt rất cao. Còn nếu mà sốt vừa vừa thì mình chỉ dùng cái khăn nước mát mình đắp lên mình lau được rồi. Trong trường hợp sốt mà 40 độ trở lên thì mình mới lấy chanh mình đắp xung quanh, hay là lấy cái nước đá mình đắp xung quanh. Hoàn toàn không sử dụng một viên thuốc giảm sốt nào hết cả. Lý do thứ nhất là khi chúng ta dùng thuốc giảm sốt thì hệ miễn dịch của mình càng suy yếu, bởi vì nó sẽ không làm việc. Nó sẽ không làm việc hết ga để chống chọi lại, thành ra nó sẽ không phát huy hết khả năng của nó. Thứ hai, chúng ta ai đã học cái lớp thanh lọc thanh tâm thì biết rồi, lá gan của mình nó làm rất nhiều việc. Ok, cái lá gan của mình nó làm rất nhiều việc. Vậy thì nếu như chúng ta mà sử dụng cái thuốc Tylenol, ok, khi mà mình sử dụng cái thuốc Tylenol của mình để cho nó giảm sốt,
thì chúng ta biết rằng nó sẽ ảnh hưởng tới cái lá gan của mình rất nhiều. Đây, nó sẽ ảnh hưởng tới cái lá gan của mình rất nhiều. Vậy thì khi mà mình đã bị sốt là cái hệ miễn dịch của mình đã yếu rồi, cơ thể của mình đã yếu rồi, mà lá gan lại làm nhiều cái nhiệm vụ mà giờ nó đuối rồi, mà mình lại đưa thêm cái gánh nặng vào cho nó thì nó sẽ càng đuối hơn. Ok, thành ra nếu như mà mình có thể để cho cơ thể của mình nó tự động nó vượt qua được thì hệ miễn dịch nó sẽ mạnh lên, bớt cái gánh nặng cho nó. À, vậy thì đừng đưa Tylenol vào, tại vì khi mà mình đưa Tylenol, paracetamol vân vân, tức là cái thuốc giảm sốt căn bản đó, mình thấy rằng à mới hơi sốt sốt nó mệt mệt, cái mình đưa cái thuốc vào mình thấy giảm sốt, vậy thì lần sau nó lại hơi sốt sốt mệt mệt nóng đầu, mình lại đưa tiếp tục thuốc vào, thì như vậy chúng ta đưa thuốc vào thì chúng ta càng đưa vào nhiều bao nhiêu thì chúng ta lại làm cái gan này nó bị nhiễm độc, nó bị quá tải và nó bị tổn thương nhiều bấy nhiêu. Rồi nói đến cái hậu quả nữa là hệ miễn dịch của mình nó sẽ không được phát huy tối ưu cái vai trò của nó, thì cái sự phản kháng lại nó sẽ yếu đi. Đấy, thì như vậy đó là lý do tại sao mà quý vị thấy là chúng tôi không có khuyến khích để cho những cái người mà sử dụng cái thuốc giảm sốt này, trong cái liệu trình này mà chúng ta sử dụng hoàn toàn bằng những cái phương pháp tự nhiên. Ngay cả vitamin C cũng vậy. Vitamin C thật ra ở đây hầu hết cái vitamin C chúng ta mua ở ngoài tiệm thuốc Tây nó đều là vitamin C tổng hợp, chứ nó không phải là vitamin C tự nhiên. Tuy nhiên trong giai đoạn này nó có thể không giúp cho mình trực tiếp, nhưng nó sẽ giúp gián tiếp. Bằng cách nào? Bởi vì những con virus khi mà nó sinh sôi nảy nở, thì như hồi nãy chúng tôi nói quý vị là nó sinh sôi nảy nở rất nhanh và nó cần cái nguồn nguyên liệu và những cái chất liệu để nó sản xuất tế bào của nó. Vậy thì nếu mình đưa cái vitamin C này đồ thiệt, lấy năng lượng của mình thiệt, thì nó sẽ sản xuất nhanh hơn, mạnh hơn và nó chắc chắn hơn, nó sẽ tấn công mình nhiều hơn. Nhưng nếu mình đưa cái này là đồ giả vào thì những phản ứng sinh học của nó sẽ không hoàn thiện được một cách chuẩn mực, thì như vậy nó cũng là một cách để mình hủy diệt nó một cách gián tiếp. Thành ra đó là lý do tại sao ở đây thì chúng tôi có thêm vitamin C, vitamin E trong trường hợp những người nào mà còn muốn lệ thuộc vào thuốc. Còn nếu không là chỉ sử dụng nước chanh và đường vàng. Đường vàng nha. Chỉ trong trường hợp mình không kiếm được đường vàng thì lúc đó mới bắt buộc sử dụng đường trắng. Có vẫn hơn không. À, có vẫn hơn không, mặc dù cái đường trắng nó có hóa chất tẩy trong đó. À, nó có hóa chất độc trong đó, nhưng mà giờ chúng ta không kiếm được đường vàng thì chúng ta vẫn có thể sử dụng đường trắng, vừa cung cấp năng lượng và vừa giúp giải nhiệt, hạ nhiệt cho cái người bị sốt cao. Ở đây thì chúng tôi lưu tâm thêm một vấn đề nữa trong cái việc sử dụng cái thuốc hạ sốt paracetamol, Tylenol hay này kia. Tức là có những người nghe, tức là khi mà mình nghe xung quanh cái con số càng ngày càng có nhiều người mà bị nhiễm, rồi mình hơi mỏi mệt một tí xíu, hơi sốt một tí xíu mình uống để mình phòng, đã nguy hiểm rồi. Ok, đã nguy hiểm rồi. Huống chi khi cái người nào mà bắt đầu bị thiệt, thậm chí những người nào bắt đầu đi tiêm vaccine, nghe người ta nói đi tiêm vaccine về nó sốt, nó đau, nó hành, nó nhức, vậy thôi mình uống thuốc trước đi, mình phòng cho nó chắc ăn. Thưa quý vị, điều này hoàn toàn sai lầm. Điều này hoàn toàn sai lầm. Bởi vì nếu như mình uống trước, thì như vậy khi mà mình đưa cái vaccine vào trong cơ thể của mình, nó sẽ không còn làm việc mạnh mẽ và đúng đắn nữa. Nó đã bị anh chàng này chặn đường can thiệp nó rồi. Thành ra hệ miễn dịch của mình sẽ không tương tác, phản công để tạo ra kháng thể cho mình. Và nó không có thể làm việc được hết hiệu quả. Thành ra những người nào mà uống thuốc hạ sốt, giảm sốt, đau nhức để phòng ngừa cho khỏi bị nhiễm bệnh hay là khỏi đau nhức trước khi mình đi tiêm vaccine, hay thậm chí sau khi tiêm vaccine mà nó không quá đau nhức, sốt cao mà mình uống nó, mình lạm dụng nó là đều phản tác dụng hết. Cũng tương tự như vậy, có những người khi đi chích vaccine về thấy nó không có một cái phản ứng gì hết. Nó trơ ra, mình mừng, mình nói mình ngon lành. Thưa quý vị, điều này nó cũng sai bét luôn. Điều này nó cũng sai bét luôn. Mình tưởng là mình người ta bị sốt, bị vật là người ta dở. Còn mình không có một cái triệu chứng gì hết. Ha, mình tỉnh rồi là mình ngon lành. Thưa quý vị, điều này sai lầm.
Tại sao? Là tại vì chúng ta nên nhớ là khi mà chúng ta đưa một cái vật lạ vào trong cơ thể mình, đưa một cái vật lạ vào trong cơ thể mình, thì nhiệm vụ trước hết của hệ miễn dịch là phải nhận diện nó. Cái thứ hai là phải tới hỏi thăm nó, chặn nó lại. Và điểm thứ ba là phải tấn công nó liền nếu như nó không chịu rút quân, nó không chịu lui bước. Thì như vậy nó mới đúng. Thì giống như một cái người đi tới nhà mình, phải không? Mà mình không nhận diện người ta thì người ta sẽ đi vào nhà mình, người ta sẽ trốn, người ta sẽ ăn cắp đồ, hay là người ta sẽ trấn lột mình, người ta sẽ hành hung mình. Vậy thì bây giờ mình đưa vaccine là mình đưa những cái vật lạ vào cơ thể mình mà cơ thể mình hoàn toàn không có cái sự nhận biết, không có cái sự phản ứng gì hết. Vậy thì làm sao mà nó làm được cái việc gì đây? Thành ra chúng ta đừng có sử dụng thuốc hạ sốt, thuốc giảm đau trước khi đi tiêm vaccine. Rồi sau khi tiêm vaccine mà nếu nó có sốt nhẹ, nó có đau nhức nhẹ cũng vậy, thì chúng tôi cũng đã có chỉ, chúng tôi cũng đã có những cái bài để hướng dẫn, để chỉ ở trong này, tức là trước và sau, trước và sau khi tiêm vaccine thì những điều gì chúng ta nên làm, chuẩn bị trước khi tiêm vaccine và sau khi đi tiêm vaccine về chúng ta nên làm gì đối với những người có đau nhức, đối với những người có sốt, đối với những người có khó thở vân vân. Thì chúng tôi đã có những cái này hướng dẫn trên cái lớp thanh lọc thân tâm cũng như là trên cái trang YouTube rồi. Thì như vậy chúng ta sẽ để ý những cái bài này để mà mình thực tập, mình chuẩn bị, chứ hạn chế không sử dụng thuốc. Quý vị nhớ là không sử dụng thuốc một cách sai lầm. Tại vì khi mình sử dụng thuốc một cách sai lầm thì nó không những không giúp cho mình mà nó còn hại mình nữa. Ok, chúng ta nên nhớ là cho dù cái thức ăn bình thường của mình, cơm, gạo, đường đó, mà nếu mình không sử dụng đúng nó đã biến thành bệnh rồi, chứ đừng nói tới những cái thuốc này. Vậy thì chúng ta phải vững vàng, phải ý thức và chúng ta phải chuẩn bị cho mình. Rồi, chúng ta có rất nhiều cái phương pháp cổ điển của ông bà chúng ta đã hướng dẫn cho mình rồi, chẳng hạn như xông hơi, thấy không? Tập thể dục, phơi nắng, ăn cháo loãng, ăn cháo nóng. Trong cái cháo của mình thì mình có gì? Trong cháo của mình thì có thể là có hành, có tiêu, có tỏi, có ớt. Làm sao để chúng ta thoát mồ hôi ra? Vậy thì nếu chúng ta vận động tập luyện, rồi nếu chúng ta tập hít thở, đặc biệt là thở bụng. Nhưng mà cái điều mà quan trọng nhất mà chúng ta cần phải làm là gì? Điều quan trọng nhất chúng ta cần phải làm trong các lớp thanh lọc thân tâm mà chúng tôi cứ nhắc quý vị và chúng tôi đã có giải thích vào cái ngày thứ năm của cái khóa vừa rồi, khóa thứ hai đó, tức là ngồi bình yên. Nhớ chưa? Chỉ có cái ngồi bình yên là sự có mặt cho mình trọn vẹn hợp nhất, biết rõ cái tình trạng của mình. Và khi mình ngồi bình yên như vậy rồi thì cả cái tư thế bên ngoài nó cũng cân bằng đối xứng hợp nhất. Cả cái nguồn năng lượng bên trong nó cũng tập trung vào cái hệ miễn dịch và tim vào phổi của mình là ngay cái vị trí này. Thành ra chúng ta sẽ không bị khó thở, không bị dồn dập, không bị đông máu. Rồi chúng ta chẳng bị sốt cao. Chưa phải là cái con bệnh này quý vị thấy chẳng hạn như mình chỉ lo lắng một tí xíu thôi. Là cái khi mình lo lắng là gì? Mình suy nghĩ, mình tập trung trên đầu của mình chứ gì? Vậy thì khi mà mình bị lo lắng, bị suy nghĩ nó tập trung lên đây thì cái năng lượng nó dồn lên đây, nó làm cho mình bị nhức đầu nè, nó làm cho mình bị nóng lên nè, nó làm cho mình bị tức ngực, khó thở, là tại vì toàn bộ năng lượng nó dồn lên này. Vậy thì khi mà mình trở về với hơi thở của mình, trở về với sự chú tâm vào bên trong mình, với sự cân bằng, thì cái năng lượng của mình nó sẽ về ngay cái trung tâm, trung đạo, và nó sẽ giúp cho mình thở nhẹ nhàng, thưa thớt, tim của mình thật là thư giãn, phổi của mình thật thư giãn, dòng máu bên trong của mình lưu chuyển một cách nhẹ nhàng. Và đồng thời ngay đây cũng là bộ chỉ huy tối cao của hệ miễn dịch. Thì cái này chúng ta đã giải thích trong lớp học rồi. Vậy thì chỉ có cái sự thực tập ngồi bình yên thường xuyên là cái cách bảo vệ mình, gom tụ năng lượng của mình lại thành ra một khối thống nhất và tạo cái hào quang, cái từ trường nó bao vây xung quanh mình. Còn khi mà mình cứ phóng tâm ra ngoài xem tin tức, xem tivi, số lượng gia tăng, giãn cách gia tăng, khủng hoảng, căng thẳng, tức là mình đang tự làm hao tốn năng lượng của mình đang tự khủng bố mình đó. Và cái điều này cũng rất rõ trong cái bài chia sẻ của các học viên của chúng tôi.
Quý vị thấy không? Tức là gia đình 6 7 người đều là F0 hết. Khi mới nói cái triệu chứng ngày hôm trước thôi là chúng tôi đã nghi rồi, nhưng mà chúng tôi không có dám khẳng định để làm gì, để cho người ta đừng có lo lắng. Chúng tôi chỉ nói thôi cứ làm những cái đó đi thì bảo đảm nó sẽ có sự chuyển hóa. Mặc dù chúng tôi biết chắc chắn là người đó đã nhiễm rồi, nhưng mà mình sẽ không có nói. Vậy thì sáng hôm sau thì em học trò này mới báo cho chúng tôi biết là một cái người anh đã ghé thăm gia đình và người này đã tiếp xúc với F0 và đã bị khẳng định F0 rồi, và người này bị đưa vào trung tâm cách ly liền ngay lập tức. Phải không? Và sau khi đi vào trung tâm cách ly rồi thì khai báo y tế thì người ta sẽ nói người ta sẽ tới nhà. Tại vì trong tất cả những điểm đi qua thì người ta sẽ tới để người ta thử nghiệm. Thì chúng tôi cũng hướng dẫn cho em này và gia đình là cố gắng thực tập như thế nào để khi người ta tới, người ta test thì người ta vẫn không phát hiện được mình dương tính. Có cách làm luôn, và chúng tôi biết rằng cái que test này nó không có bảo đảm. Thành ra cũng may mắn rằng người ta không xuống test, người ta không xuống thử. Chứ nếu mà người ta xuống thử dương tính nữa thì người ta lại đẩy mình vào các trung tâm cách ly. Thì vào các trung tâm cách ly nó khó khăn, nó ngột ngạt, nó ức chế, nó đủ thứ chuyện bất lợi hơn ở nhà rất nhiều. Và chỉ cần theo các cái sự hướng dẫn thực tập đơn giản như vậy, với những phương thức rất là cổ truyền, rất là đơn giản như vậy, thì chỉ trong vòng 2 đến 3 ngày là em này hết sốt, hết khó thở, ha, bắt đầu ăn uống được. Thì sau đó thì em mới bắt đầu em ra khỏi cái phòng của mình. Khi ra khỏi phòng của mình thì mới phát hiện rằng cha mình cũng bệnh, mẹ mình cũng bệnh, em trai em gái gì cũng bệnh hết, và ai cũng giấu hết. Thì lúc đó mới bị khủng hoảng. Và đồng thời cái làm cho khủng hoảng hơn, tức là nghe tin ông anh của mình trong khu cách ly trở nặng, phải đi vào trung tâm bệnh nhiệt đới và đang nằm máy thở, thì lại càng khủng hoảng hơn nữa. Thì chính cái lúc tinh thần của mình nó bị khủng bố như vậy thì nó làm cho cái cô bé này bị hoang mang và tình trạng nó khó thở hơn. Làm cho tình trạng nó khó thở hơn. Thì sau đó thì mới trấn an lại, bắt đầu bình tĩnh lại thì nó mới thư giãn được. Thành ra quý vị thấy cái tinh thần nó rất là quan trọng. Ok. Và khi mà mình có điều kiện ở nhà, mình tự chăm sóc, tự thực tập bằng những cái phương pháp rất đơn giản là mình có thể vượt qua. Và khi mình vượt qua như vậy là mình có kháng thể tự nhiên. À, chúng ta có kháng thể tự nhiên, nó bảo đảm hơn tất cả các loại vaccine nào hết cả. Và chúng ta hoàn toàn chủ động. Vậy thì ở đây chúng tôi nói để quý vị biết rằng, cho dù mình muốn tiêm vaccine thì thứ nhất là vaccine ngày nay không phải là vaccine chuẩn mực. Ok. Điều thứ hai, chích vaccine rồi hai lần vẫn chưa bảo đảm là mình được miễn dịch. Và đừng nói tới là mình đừng nghĩ rằng mình sẽ thoát chết. Tại có những người chích vaccine hai lần xong không có một triệu chứng nào hết, không có một phản ứng nào hết, nhưng mà sau đó là ngủ luôn một giấc êm đềm. Đấy. Vậy thì chúng ta hãy cố gắng tự tin vào chính bản thân mình và tạo hóa đã cho mình cái cơ chế miễn dịch tự nhiên rồi. Tất cả những người nào đã đi vào cái chương trình thanh lọc thanh tâm, tất cả những người nào mà đã đi qua lớp 6, lớp 7, lớp 8 vật lý học thì đều nhìn thấy cái hình ảnh này rồi. Đây là đơn vị nhỏ, là một nguyên tử. Một nguyên tử thì nó có gì? Hạt điện tích âm di chuyển xung quanh tạo ra những đám mây điện tử. Kế đến là hạt điện tích dương, và trong cùng là hạt trung tính. Thì cái này chúng tôi đã giải thích rồi. Vậy bên ngoài là những cái tạm bợ đổi thay liên tục, bên trong nó chân như hơn, tốt đẹp hơn. Và tận cùng bên trong là những cái gì cân bằng tĩnh lặng quan trọng nhất. Vậy thì đất đá, cây cỏ, hoa trái cho tới con vật, con người đều được cấu tạo từ những nguyên tử này, mới tạo ra các nguyên tử, các phân tử, các hợp chất. Vậy thì mình hãy thực tập đúng luật vũ trụ, sống đúng tự nhiên, và học cái bài học gì từ cái sứ giả của vũ trụ này. Chúng ta có bao giờ nhìn lại xem thời gian cách ly khi mình quay trở về là để làm gì? Giảm bớt cái sự lao sao lăng xăng, hướng tâm ra bên ngoài, phải không? Vậy thì đây là cơ hội để chúng ta trở về với mình thường xuyên hơn mà, để hiểu mình hơn, rõ mình hơn, chăm sóc mình tốt hơn. Còn nếu mình bực bội thì mình có thể xem lại, thử coi
Mình có 7, 8 tỷ người, bây giờ mình nuôi đến cả hàng mấy chục, hàng trăm, hàng ngàn, hàng triệu tỷ những cái con vật, mình nhốt nó trong chuồng. Ngày này qua ngày kia cứng ngắc, cứng đơ, không nhúc nhích, không di chuyển được. Vậy thì mình có thấy tội nghiệp cho nó không? Mình mới có thiếu vài ngày không có rau ăn thôi, không có những cái món mình thích thôi là mình đã thấy khó chịu rồi. Vậy thì mình có nhìn lại hàng tỷ tỷ những con vật kia nó phải ăn những cái thứ mà nó không muốn mà mình bắt nó ăn không? Rồi mình bị đeo cái khẩu trang vào bình đẳng với nhau hết, mình có thấy những anh chàng kia không? Phải không? Phải lúc nào cũng phải là bị mình hành hạ, đánh đập, đối xử tệ bạc không? Có cân bằng, có bình đẳng với nó không? Mình bị đem đi cách ly không kịp chuẩn bị, mình có người thân bị bệnh hay là có người thân chết mà mình không đi đám được, không đi điếu được, không viếng được, mình thấy buồn không? Bị tách ra khỏi cái người thân của mình có thấy lo không? Vậy thì bao nhiêu chúng sanh bị bắt, bị giết, bị hành hạ, bị làm thịt cho mình ăn, mình có nhìn cái hoàn cảnh của nó không? Thì như vậy, cái cơ hội của chúng ta quay trở về với cái sứ giả này giúp cho chúng ta học những cái bài học cho tự thân của mình đó. Mà nếu chúng ta không học, không trải nghiệm, không vượt qua được chính mình, không trưởng thành cho chính mình thì chúng ta cứ hướng ra bên ngoài, thì chúng ta càng hướng ra bên ngoài nhiều bao nhiêu thì chúng ta lại càng mắc sai lầm bấy nhiêu. Chúng ta càng hướng ra bên ngoài nhiều bao nhiêu thì chúng ta lại càng suy yếu bấy nhiêu. Tại vì khi chúng ta hướng vào bên ngoài là chúng ta đã phá vỡ cái hàng rào bảo vệ cho mình rồi. Và thậm chí quý vị trên cái trang YouTube thì có sự chia sẻ của các anh chị em thì thấy rõ ràng không? 6 người bị F0 ở nhà vượt qua trong vòng 3 ngày, 5 ngày, cho tới những người lớn tuổi có bệnh nền 7 ngày là hết. Hết đây là mình nói hết khó thở hay là hết mất khứu giác, vị giác, có thể ăn uống được. Nhưng mà nói hết sốt với hết khó thở là 2 đến 3 ngày là xong rồi. Trong khi cái người đi vào khu cách ly là còn trai trẻ, là thanh niên, mà càng ngày càng trở nặng đến nỗi phải thở bằng máy thở, và đến sau một cái khoảng thời gian 5-6 tuần gì đó mới được ra đó. Tức là nó mất thời gian lâu hơn là những người cách ly ở nhà và tự chữa ở nhà. Vậy thì chúng ta phải cố gắng tự tin và làm những điều căn bản đơn giản nhất mà y học cổ truyền cha ông mình có rồi. Đừng đòi hỏi cái gì cao siêu và đừng có mong chờ cái gì bên ngoài hết. Vậy thì đừng có nghĩ rằng cái bệnh này nó là gì ghê gớm lắm. Con người có can thiệp vào, con người có cái tham vọng gì đó thì cái nhân quả của vũ trụ nó sẽ đền bù. Vậy thì tương tự như vậy, chúng ta sẽ làm bằng hết sức để tự phòng hộ mình, tự vượt qua chính mình, tự chăm sóc mình và tự bảo vệ mình. Đừng có đi theo những cái trào lưu ở bên ngoài. Đừng có đi theo những cái trào lưu ở bên ngoài. Mà cái đầu tiên đơn giản hồi nãy chúng tôi nói ngay từ đầu chương trình, đừng bao giờ sử dụng cái chữ mùa, đừng bao giờ gọi cái tên COVID là vô tình mình chiêu cảm mình mời gọi. Đừng nghĩ rằng mình sẽ đi tìm những cái vaccine để mà mình được phòng hộ. Đừng có nghĩ rằng mình đi tìm thuốc là mình sẽ vượt qua được nó. Ok? Thành ra nếu mà mình càng kháng, càng đắng, càng chống bao nhiêu thì mình lại càng tạo ra những cái sai lầm bấy nhiêu, tổn hại cho chính mình và gây cái rối ở bên ngoài, tốn rất nhiều tiền bạc, không phải của mình mà của cả một cái xã hội, của cả một cái đất nước và của cả cái tài nguyên của vũ trụ. Còn trong khi mình có những cái phương pháp rất đơn giản, mình sống thuận tự nhiên, mình sống một cách rất an bình, mình sống một cách rất cân bằng, mình trở về mình chăm sóc mình thường xuyên thì như vậy mình sẽ gặt hái được những cái kết quả tốt đẹp hơn rất nhiều. Thì đó là một vài cái thông điệp mà chúng tôi mong rằng quý vị hãy nhớ, và bằng chứng rất là cụ thể trong cái thời gian qua quý vị thấy là chúng tôi vừa có lớp online, vừa phải lao vào trong những cái khu cách ly làm việc cật lực bằng gấp 5, gấp 10 lần bình thường, từ sáng sớm cho đến tối khuya đó. Nhưng mà tất cả những anh chị em rất là khỏe và rất là bình an, bởi vì đó là những cái minh chứng cụ thể và trong cái giai đoạn này hơn lúc nào hết là mình cần phải thực tập, và thực tập cho chính mình cũng như là để bảo vệ giúp đỡ cho những người xung quanh. Rồi tôi cảm ơn sự lắng nghe của quý vị và mong rằng quý vị sẽ cố gắng thực tập để giúp cho mình được thân khỏe, tâm an, trí tuệ minh mẫn, giúp cho gia đình, cho cộng đồng, cho đất nước mình nhanh chóng vượt qua giai đoạn khó khăn này để phục hồi lại kinh tế và chúng ta vững mạnh trong
những ngày sắp tới. Rồi, cảm ơn đại chúng.